Thưa quý vị, sáng sớm ngày 4 tháng 12, một vụ cháy đã xảy ra tại căn nhà trên đường Lạc Long Quân, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Nghe tiếng hô hoán khi lửa đã bao trùm cả căn nhà thì người chồng đã thoát ra ngoài từ ban công, sau đó quay trở lại cứu vợ con nhưng bất lực do lửa quá lớn. Thông tin chi tiết về vụ việc trên đã được khán giả Lê Kế Vương có số điện thoại 0979 3 số cuối 907 cung cấp tới chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào khoảng 5 giờ 15 sáng, người dân phát hiện lửa bốc lên từ ngôi nhà số 161D đường Lạc Long Quân. Hàng xóm đập cửa báo cho người bên trong và tìm cách dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm cả căn nhà. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 11 đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của 3 người, gồm bà Nguyễn Thị Bích Liễn, vợ chủ nhà, cùng hai con gái là Đinh Ngọc Trà My 15 tuổi và Đinh Thị Bích Liên 6 tuổi. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, hiện trường vụ việc vẫn được phong tỏa để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với công an quận 11, chính quyền địa phương điều tra nguyên nhân. Trong vụ cháy này thì chủ nhà là ông Đinh Văn Mười, 41 tuổi, cùng người em vợ may mắn thoát được ra ngoài nhưng bị thương nhẹ. Được biết căn nhà xảy ra vụ cháy có 5 người ở, diện tích khoảng 40 m², gồm một tầng trệt và một gác gỗ.